kể chuyện đêm khuya. Truyền thuyết phổ biến nhất của cặp thắt này được kể lại là xưa kia có đôi trai gái của hai bản khác nhau, yêu nhau tha thiết nhưng đã nhảy xuống dòng sông này để trọn đời bên nhau vì bị hai bên ngăn cấm. Tức giận vì sự ích kỷ của dân làng thì trời nổi cơn giông bão và chia thành hai nhánh sông, ngăn cách đường đi của hai dòng tộc kể từ đó. Cặp thắt được cái ok nhất Việt Nam. Yeah.